Rồi, xin chào các bạn quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục phần 3 nha các bạn. Phần 3 này Thanh Lý thì cũng sẽ có khá là nhiều cái đồ hay ho đó. Đặc biệt hôm nay mình giới thiệu cho anh em vào mùa hè này thì em giới thiệu cho anh em là hai cái quạt hơi nước của Aqua. Đây, thì nó cũng là một sản phẩm của công ty Aqua, bên mình đang phân phối máy lọc nước các bạn đó. Thì ở đây mình có hai con, một con dung tích là 80 lít và một con dung tích là 45 lít. Thì ở đây thì mình có hai loại này các bạn đó. Và đồ thanh lý hôm nay thì cũng rất là nhiều thứ hay nha các bạn. Đặc biệt hôm nay có mấy cái có một cái lò nướng này. Cái lò nướng này thì ngày xưa mình mua ở bên Thế Giới Di Động rồi 1 triệu mấy á, xài đúng 1-2 lần vậy thôi. Bây giờ là mình thanh lý lại với 400 ngàn nha các bạn. Đó, cái lò này anh em phải nhanh tay nha, chứ để hết hàng nha các bạn đó. Rồi bên kia có một cái quạt nước 500 ngàn này. Cái quạt nước này là hàng của Kangaroo. Ngày xưa mình cũng bán ấy, bây giờ nó tồn kho một cái. Có một cái quạt test nóc các bạn. Quạt test nóc này thì nó mắc cái lòng trước rồi, thì mình bán 300 ngàn thôi. Lần trước là anh em nào đặt quạt test nóc là mình bán hết rồi nha, mình đi hết rồi nha. Và đây là một cái bát lo này các bạn. Cái bát lo này nằm trong cái lo kẹo kéo à, nó là một cái bát 40. Con này mà anh em nào ở nhà đang hư bát á, cái bát này nếu chúng ta đi mua mới thì nó cũng phải hơn 1 triệu nha các bạn đó. Mình thanh lý bát này đảm bảo anh em là còn ngon lành, hoạt động ok hết, là giá 5 lít đó. Hôm nay thì mình bán thì mình sẽ tặng dao cho các bạn nha. Đây là sản phẩm này, dao thái nè các bạn. Mỗi đơn hàng sẽ được tặng một con dao đó. Và anh em nếu mà mua dao này là 10 ngàn một con. Đấy, hôm nay chúng ta đi vào nội dung chi tiết nha bạn. Ok, các bạn, 10 ngàn một cái dao nha. Thì đầu tiên mình giới thiệu cái này. Cái này là nó nằm trong cái sản phẩm hàng tặng. Hôm nay anh em nào mua sẽ được tặng dao này. Thì đây là những cái con dao huyền thoại nha các bạn. Ngày xưa mà chúng ta mới vừa biết nói là chúng ta đã thấy cái dao này rồi. Kiwi. Nó cái dòng dao này thì nó trở nên một dao rất là huyền thoại rồi các bạn. Có một con như này thì mình bán lẻ là 10.000 nha các bạn. Anh em nào hôm nay mua đơn hàng, bất cứ đơn hàng nào mình sẽ tặng dao nha các bạn. Mua một mã là một con, hai mã là hai con nha. Đó. Thì cái đây về chúng ta để trong bếp rồi gọt cành trái cây rồi hành tỏi bạn, nó cũng rất là bén nha các bạn. Làm xiên mài thì cái thứ gì nó cũng ngon hết trơn. Đó. Mình nhớ cái dao này ngày xưa nhà mình mua to, nhưng sau này mình xài riết là nó còn chút xíu luôn các bạn. Đó. Thì nói chung là đồ này hàng inox mà hàng bình thường này thì cũng không phải là hàng xịn gì đâu. Hàng này của Thái Lan nhưng mà không phải là hàng quá xịn nha. Đó, nhưng mà chất lượng giá trị mang lại thì nó cũng ok á. Rồi, mình tặng kèm các bạn ở đây. Nếu anh em mua lẻ là 10 ngàn một cây. Đây các bạn, đầu tiên thì mình giới thiệu cho các bạn đó là hai cái máy quạt nước. Hiện tại bên mình vừa nhập kho luôn này các bạn. Đó, đây là hai con máy quạt nước. Năm ngoái thì mỗi năm nào thì mình cũng sẽ bán nha. Ở đây thì có hai con này là con nhỏ là 45 lít. Con này là con lớn là 80 lít. Thì hai con này á là đều là bảo hành 1 năm hết nha các bạn. Đó. Đây là một cái con mà ngày xưa mình dùng này các bạn, mình bán mình để làm con mình xài này. Đó. Nói chung là một cái mùa hè chuẩn bị tới rồi các bạn. Năm nay nó nóng, mình thấy năm nay là dự báo thời tiết là rất là nóng rồi đấy. Anh em nào mà nhà chưa có trang bị cái này thì cũng nên trang bị nha. Đó, cái đây thì mình đo cái thước chưa bánh xe các bạn. Bánh xe thì nó nằm ở trên này. Đây. Bánh xe thì bốn bánh nó nằm ở đây các bạn. Đó, bánh xe và đá khô nó nằm hết trên học đây nha. Đây anh em về tự lắp lại. Còn mình thì mình đo cho anh em coi này. Thì chúng ta cứ cộng cái bánh xe vô tầm 11 5 phân nữa các bạn. Thì nó cao 1m15 này. Đó. Nó ngang là 58 cm. Đó, và nó sâu thì khoảng 39 cm. Thì con này thì giúp cho nhiệt độ của chúng ta là giảm xuống còn 15 độ, nghĩa là trong đây cái bình chứa này các bạn, bình chứa này nó chứa tới 28 lít nước. À quên, nó chứa tới 80 lít nước các bạn. Thì với lượng nước này thì tha hồ mà nó mát các bạn. Rất là mát, và con này cũng sức cung mạnh. Đây, thì khi mà anh em xài thì anh em làm xiên là vệ sinh cho nó những cái lưới lọc này. Đây là cái công suất điện của nó này các bạn. Con này thì công suất nó ở đâu đó là, để coi, nó 180W nha các bạn. Thì công suất này cũng tương đối chứ các bạn, cũng không có quá tốn điện đâu. Tổng quan máy như vậy. Mặt bên đây là mặt kính nha. Nói chung là anh em nên xài những cái dòng máy quạt mà nó có sử dụng những cái phim cơ này các bạn. Mình thấy những phim cơ này thì mai mốt á, cái khi mà chúng ta sửa chữa mà, nó rất là nhẹ tiền.
ví dụ như cái này chúng ta có thể tự động tự mua về chúng ta thay thế những cái nút này được này đó, chứ nó không như cái loại những cái bo mạch điện tử các bạn. Bo mạch điện tử thì chắc chắn nó sẽ khó xài hơn nha. Rồi đây là các chức năng, nó có chức tốc độ gió là 3 cấp độ gió này, một chức năng bơm nước này, và một chức năng là điều khiển cái cánh gió qua lại này các bạn. Thì hai con là nó giống nhau về cái chức năng cũng như ấy, con này nó nhỏ hơn thôi. Con này là 45 lít này, nó thấp hơn khoảng 20cm nha. Con này là cao 90, đó, đồ đạc ở trong này hết. Rồi, giá thì anh em muốn mua con nào đó thì báo cho mình nha. Giá thì cái con mà lớn á, quạt nước lớn á là 2,5 triệu, còn cái con quạt nước mà nhỏ là 2,1 triệu nha các bạn. Ok. Đầu tiên là số 1 các bạn, số 1 là cặp loa lớn XMAX này. Thì như video trước mình đã bán thì cái cặp loa lớn mình bán rồi nha các bạn. Thì hôm nay mình vẫn còn thêm vài cặp loa nhỏ này các bạn. Loa nhỏ thì mình có nhiều, loa lớn thì mình ít hơn nên mình bán mất tiêu rồi. Ở đây thì hai cái con loa này là công suất y xì nhau bạn, cùng chung một hãng luôn, cùng chung kích thước, cùng chung này kia. Đó. Sử dụng là một bát, một chép và một trung. Đây một bát 20, một chép một trung. Thì con này là một cặp, nó là hai cái nha các bạn, một và hai. Thì con này thiết kế thì có vẻ là nó đẹp hơn cái con dưới một chút. Mình thấy đó là theo cảm nhận của mình thôi các bạn. Còn anh em cảm nhận như thế nào thì đó là anh em cảm nhận thôi. Thì con này thì bát 20 là hai con, là công suất nó là 300W các bạn. Một con là 150W, hai con là 300W. Thì con ở dưới cũng y như vậy. Đợt này mình giảm giá cho anh em chỉ còn 1.250.000 một cặp thôi. Đây, mã số 1 này các bạn, 1.250.000 là cho cặp loa nào trên này. Và cái cặp dưới các bạn, cặp dưới thì cũng là 1.250.000 nha, mã số 2. Đó, cái này thì mình giới thiệu cũng nhiều rồi. Rồi, tiếp theo là cái này. Cái này là bao ship. Số 4 là 11 cuộn nha bạn. Số 4 là loại 10 phân này, y như cái kia nhưng mà nó 10cm. Thì ở đây thì do nó còn được đúng 11 cuộn nên mình làm cái combo này nó là 11 cuộn nha. Thì 11 cuộn thì mình cũng sẽ bán cho anh em với giá là chỉ có 500 thôi các bạn. Tính ra cái combo này rẻ, rất rẻ luôn. Nó 10cm này. Đó. Cũng là dài 5m nha bạn, nhưng mà mình bán chỉ có 500 cành. Mã số 4. Ok. Mã số 5 các bạn, mã số 5 là mình còn được hai cây dù nha các bạn. Hai cây dù này thì một cây á là màu đỏ, một cây màu xanh. Thì đợt này mình bán một cây là 150 bao ship nha các bạn. Đó, này thanh lý nha các bạn. Đây mã số 5 này. Một cây nha, anh em đừng có lầm tưởng là hai cây nha các bạn. Một cây. Đó thì mình còn được hai màu này. Thì cái dù này á là cái dù chuyên dùng trên ô tô các bạn. Có nghĩa là dù ngược. Đó, khi chúng ta đi mưa thì chúng ta vô nó bật như thế này nè các bạn, nó là cái dù ngược nha. Những cái đồ trên ô tô thì nó thiết kế theo cái hơi hướng, nó không có giống như dưới đất đó. Thì khi vô ô tô các bạn, ví dụ chúng ta vô ô tô chúng ta bấm nút này đó. Chúng ta kéo lại đó thì nó túm vô dài nè các bạn, giúp là nó không có bị cản trở cái cửa kính á. Nó dùng ngược các bạn, nó hơi lạ hơn cái dù thông thường nha đó. Thì con này thì đợt này mình bán cho anh em chỉ có 150.000 thôi, còn được hai con á. Rồi ok, mã số 5, 150 cành. Rồi mã số 6 là combo đầu tiếp các bạn. Thì đây một bộ tiếp hàng của Taiwan, hàng made in Taiwan này, 40 chi tiết đầu 3/8 nha các bạn. Thì ở đây thì cái hộp này thì nó rất là xịn sò. Anh em nào ở nhà mà sửa chữa xe máy, xe đạp, rồi sửa chữa cơ khí này kia các bạn, đây tất cả những cái đầu mà cửa nhỏ trong này đã có hết nha các bạn. Cái đầu to nhất của cái bộ này á là nó như đầu 21 luôn á. Đây cái đầu to nhất của nó là cái đầu này. Đâu rồi? Nó cái đầu này nè các bạn, đầu 21 này. Đó. Và cái đầu mà nhỏ nhỏ hơn của nó này các bạn. Thì cái những cái đầu này thì nó là loại ngắn nha. Đó, cái đầu này là đầu 19 nha các bạn. Đó, đầu 19 này. Thì trong đây nó có những cái đầu bé tẹo luôn. Cái đầu này đó, khi mà mình rất ít khi gặp những cái đầu tiếp mà nó nhỏ như này nha các bạn. Đầu này là chỉ có 4 ly thôi, đầu 4 ly này các bạn đó. Rồi một hộp như thế này á, giá của nó á, bình thường mình bán là khoảng 350.000 nha đó.
hôm nay thì mình kết hợp cái combo này. Đó, là nó bao gồm một cái hộp này và một cái bộ tiếp xanh này, dành cho anh em nào rửa xe máy mà cần cái đầu dài. Và đây là 10 cái đầu dài này. Cái bộ này bình thường mình bán đến tầm khoảng 200 nữa. À, tính ra lên quanh cái bộ này nó rơi vào khoảng 550 đó. Nhưng mà trong quá trình thanh lý ngày hôm nay đó, mình chỉ bán cho anh em cái giá chỉ có 400 thôi các bạn, mã số 6 và 400 này. Thì cái hộp này á là nó là những cái đầu dài các bạn, để chúng ta đưa vào những cái lỗ ốc sâu hơn. Đó, lỗ ốc sâu để chúng ta bắn ốc con ốc cái thân dài các bạn. Đây, đây là cái đầu tới 24. Lỗ ốc thân dài này. Đó. Rồi 10 cái đầu như thế này. Thì combo này là gồm hai hộp này các bạn, giá là 400 free ship. Rồi, số 7 là cái combo khóa nha các bạn, gồm có một cái khóa số này. Còn cái khóa số này là cái khóa số nó dùng để khóa cửa, bình thường là giá khoảng 88 một bộ. Mật khẩu của nó là mặc định là 0 4 số 3 số 0 nha. Chúng ta muốn đổi mật khẩu chúng ta dùng cái que chúng ta ấn ở đây nha các bạn, đổi số. Đây này. Chúng ta ấn cái này chúng ta đổi số này. Thì một bộ như này. Khi mà chúng ta mở ra thì nó vậy. Đó, thì gồm cái này. Thì cái này là chúng ta lắp vô cái cửa phòng cái đồ á các bạn. Rồi. Và tiếp theo là cái này, ổ khóa đất này các bạn. Đó, ổ khóa đất này chống cắt này các bạn. Đó. Ổ đất chống cắt này. Rồi, một cái khóa cửa tự động nữa. Đây, ổ này thì bình thường bán cũng gần 200 nghìn nữa các bạn. Hai cái này là giá đã thấy gần 400 nghìn rồi này. Nhưng mà hôm nay thêm cho anh em là cái bộ khóa cửa tự động này. Đó, khóa cửa tự động. Một cái bản lề thì tự đóng nữa này. Đấy. Ông bản lề tự đóng. Giá 60 và 40 nữa này. Thì hôm nay cái combo này mình bán chỉ có 350 ngàn thôi. Combo ổ khóa này là 350 ngàn free ship. Mã số 7 nha các bạn. Rồi tiếp theo là mã số 8 các bạn. Mã số 8 là 3 cái cưa nha các bạn. 3 cưa Baber. Cưa này thì bán rất là nhiều rồi các bạn. Hàng này là hàng Baber da bàn này bạn, professional. Dòng này cưa tre là ngon lành luôn nha các bạn. Nhiều anh em hỏi cái này cưa tre có ngọt không? Rất ngọt luôn. Cưa tre rất là hay luôn. 3 cây một lượt 200 nghìn, tính ra có mấy chục ngàn cây. Anh em về thì chia cho anh em nha các bạn. 3 cây thì một người xài cũng hơi nhiều, nhưng mà thôi mình bán dạy cho dễ các bạn. 3 cưa là 200 cành bao ship. Số 9 là 5 cái ly màu đen nha các bạn. 5 ly đen 1 2 3 4 5 này. Đó, thì đợt này là có 5 cái ly màu đen, mình bán luôn 5 cái ly là luôn. Đó, giá 270 ngàn nha các bạn. Đó các bạn, mã số 9 là 270 cành này các bạn. Đó, thì 5 cái ly nha. Đợt này thì ly nó cũng không có đẹp lắm, nó trầy trầy này. Đó, đây thì nó sẽ hơi bị trầy. Nhưng mà bên trong này sáng đẹp, cái ly nào nó cũng sáng đẹp như thế này các bạn. 270 cành free ship nha các bạn. Chính là... Rồi, đây là cái ly nha các bạn. Ly thì 5 cái ly màu vàng này. Đó, mình cũng còn được mấy chục con á. Rồi mình tiếp tục thanh lý 5 ly màu vàng này là 420 cành nha. Quên, 240 cành, mã số 10. Đó, ly thì ly là nước nó mê lắm các bạn. Đó. Bây giờ thì ly này là ly Minion. Tương đối, nhưng ngoại hình thì mình đánh giá tầm 70% nha. Đó, 5 cái ly. 240 cành. Đây, tiếp theo là mã 11 các bạn. Đó, là 3 cái mặt nạ này. 3 cái mặt nạ này thì nói chung là hàng này thì hàng rất là xịn sò nha. Con này mà giúp chúng ta, anh em nào mà ở nhà hay bơm thuốc lúa rồi các bạn, bơm thuốc lúa luôn, thuốc dưa rồi cà phê sầu riêng nữa các bạn, thì chúng ta nên mua nha các bạn. Cái này thì nó thiết kế theo kiểu là có một cái thang hoạt tính ở đây. Đó, khi mà anh em hít không khí vào thì không khí nó sẽ đi qua lớp thang hoạt tính này. Đó, nó sẽ lọc hết các cái chất độc và chúng ta thở ra, thở bằng cái lỗ này, thở ra thì nó sẽ ra cái khí như này các bạn. Đây là cái van một chiều nha, hít vô đầu này và thở ra đầu này. Đó, như cái mũi heo các bạn, mặt nạ mũi heo đó. Ở đây mình đang có 3 con, mình còn 3 con mà thanh lý với giá chỉ có 150 thôi, bao ship luôn. Đây mã số 11 này, 3 cái nha các bạn. Đó, 1, 2, 3 cái chứ không phải 1 nha. 1, 2, 3, ok. Tiếp theo là cái combo số 12 các bạn. Thì cái này thì đợt này mình chơi lớn nha các bạn luôn. Đó là mình bán cho các bạn là 200 cái đinh này với một cái súng mà chỉ có 400 ngàn thôi. Riêng cái hộp đinh này các bạn, 1,5 một cây. Thì 200 cây thì nó sẽ là 300 nghìn rồi đó. Cái này là chơi lớn với các bạn luôn á. Thì
Nói chung là mình sẽ lấy mình băng lỗ nha các bạn. Đạn nổ này, đinh này là 3 phân. Nó một hộp như là 200 cây. Anh em tính tiền đinh đã là 200 nghìn rồi đấy các bạn. Và đây là cái súng của chúng ta. Dành cho mấy anh em nào mà chuyên thi công lắp đặt camera đồ hay là những cái đồ ấy đó bạn. Chúng ta dùng cái súng này để chúng ta bắn đinh đạn nổ. Cái này thì mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều nha các bạn. Súng này là bắn đùng đùng đùng. Điếc tai, điếc đầu, điếc óc. Nhưng mà hiệu quả làm việc rất là nhanh nha các bạn. Không có cần khoan. Không có cần khoan độc gì đó. Rồi, thanh lý nên mình cũng nói nhanh luôn. Mở 12, 40, 400 nghìn. 13 hôm nay mình thanh lý cho anh em là con hút bụi Dyson nha các bạn. V6 nha. Đó, hút bụi Dyson V6 này. Thì nó còn được mấy bộ á. Thì mình được này mình thanh lý cho nó dứt dạc luôn. Để cho nó về sản phẩm mới. Mình về V7, V8 mình bán cho nó mới. Đó, thì V6 thì đắt. Đó. Những cái dòng này thì không bao pin nha các bạn, mình chỉ bao máy hoạt động ok, đầy đủ cái sạc đồ. Riêng cục sạc này các bạn, nếu mà chúng ta mất, chúng ta đi mua hơn 150 ngàn một cục ạ. Dyson này, cục này là điện 220 các bạn, cục sạc xịn của Dyson. Đó, một cái ống nối dài này. Đó. Nói chung là bộ này thì nó sẽ gồm có như video thôi các bạn, một cái ống nối dài, một hút bụi và một cái sạc thôi. Đó. Nói chung là dùng cái này thì nó sẽ đỡ nhiều thứ lắm các bạn, đỡ phải quét nhà, đỡ phải cầm chổi. Nhưng mà mình không có bao pin nha các bạn, mình nói trước luôn rồi, mình không có bao pin nha. Đó, đây là mình bán chỉ đơn giản đó là máy và pin máy và phụ kiện như thế này thôi. Đó, một bộ như này là 450 ngàn này. Chưa có ở đâu bán rẻ hơn đâu các bạn, 13 là 450 cành. Rồi tiếp theo là mã 14, 300 cành này các bạn. Mã 14 này giá là 300 nghìn này. Dây điện này là 15 mét nha các bạn. Đây mình còn hai loại này, 15m và 20m mình thanh lý cho anh em này, nó 14. Thì cái này là dây, nó là dây chống va đập. Lõi là lõi 2.5 Cadisul rất là to các bạn. Cái cọng dây này thì nó rất là an toàn khi chúng ta làm thợ làm đồ mà kéo cọng dây này đi, nó không có lo vấn đề mà bị lạo điện các bạn. Ổ cắm là ổ cắm chống va đập có đèn báo nha các bạn, cứ ngắt cứ ngơ luôn. Đây là cái fix này. Rồi. Giá của cái bộ này á, giá của bộ này là 15m là 300 ngàn này, mã 14 này. Còn 20m á, làm giảm 15 là giá 350 nha các bạn. Đợt này sau, ví dụ như con này, đợt này giá giảm rất sau nha các bạn. Tại vì hồi xưa cái bộ cụ này nó gần 400 nghìn nè các bạn, 15m gần 400, bây giờ mình giảm còn có 300 thôi. Cái này cũng vậy các bạn, nó 400 mấy á, là giảm còn 350, quá rẻ luôn. Rồi combo lõi lọc nước các bạn. Đấy, thì đợt này thì... nói chung là mình bán rất nhiều phụ kiện của nó, nhưng mà cái đây là mình thấy lúc nào là anh em cũng cần hết trơn á. Bởi vì ba cái lõi thua này thì chúng ta phải bắt buộc phải thay thế định kỳ này. Đó, là 1 2 3 chúng ta phải thay thế định kỳ. Và bên mình đó bạn, chỉ bán cái dòng cao cấp này thôi các bạn. Không bán những cái dòng rẻ tiền như là mấy chục ngàn mình không bán các bạn. Anh em lên mạng coi rất là nhiều loại. Nhưng mà anh em phải biết cách mua nha bạn, có nhiều loại mở ra nhìn là hết muốn thay luôn á. Cái loại này thì tương đối là ngon. Đó, mở 16 là 320 này. Đó, nó rất là đẹp nha bạn. Còn đóng gói đóng đồ rất là tỉ mỉ như thế này. Ba lõi này. Còn một cái lõi RO. Cái lõi này thì định kỳ 2 năm, 1 đến 2 năm chúng ta phải thay nha các bạn. Anh em nào xài thì lưu ý nha. Không có để cho cái máy chúng ta nó quá dơ đi. Nó mực cái lõi này nó quá dơ đi là nó nhanh hư đồ đó bạn. Ví dụ như nó làm cho van áp cao đó, quên nó làm cho motor chúng ta nó gầm rú. Cái máy nhà anh em nào mà nghe kêu to á là cái đây nó đang dơ này. Cái dưa nó gầm rú kinh khủng lắm các bạn. Thì bình thường chúng ta mua cái lõi này ngoài thị trường thì tùy nha bạn. Mình bán tới 200 nhưng mà các shop khác người ta bán tới 300. Còn giá thì mã 16 này là ba cái lõi này bình thường. Đó, và một cái lõi này là giá là 320 ngàn combo mã 16 này. 17 là combo đầu nối hơi nha các bạn. Cái đầu combo này thì rất là nhiều loại đầu. Đây. Đó, rất là nhiều loại đầu nối này. Thì cái này thì về chúng ta coi thư hợp vào cái công việc gì nha. Nhưng mà nó là những đầu này rất là xịn các bạn, nối nhanh này các bạn, hợp kim nhôm nha các bạn. Cái đây là nó đang bị rít này, chúng ta chỉ cần xoay lại cho nó. Đó. Là nó bình thường lại luôn. Nối nhanh nha các bạn, nó bị rít các bạn gì chúng ta châm vào lại. Đấy. Nối nhanh nha các bạn, đó rồi hết rồi đó. Rất đẹp, ví dụ dài lắp vô đây. Con này là hợp kim nhôm. Rất là nhẹ các bạn, anh em nào mua cái đầu này về là thấy rất là ân ý luôn á. Rất là nhẹ. Rồi, giá của combo hơi này thì mình còn được một ít á.
và là 120 cành nha, cho một cái combo là một túi như này bạn, bao ship luôn á. Đó, 120 túi như này nè. Là bao ship luôn nha các bạn, 37. Tiếp theo combo 18 là một cái hộp tuyết và một cái cà lê 8 đầu các bạn. Đây thì nó là hộp này. Trong này thì nó cũng sẽ có rất là nhiều cái đầu. Thì cái đầu lớn nhất của nó là tới 24 các bạn. Cái đầu này là 19 này. À, đầu lớn nhất là 21, cái đầu là 19 này. Trong này thì cần đây là cần tiếp 1/8 này, 3/8. Đó, đầu này thì chúng ta lắp được cho hầu hết. Rất là thông dụng các bạn. Thì mấy anh em là sửa xe máy thì nên có một bộ, hoặc là sửa gia đình nha các bạn. Có một bộ này, cái bộ này là made in Taiwan nha. Và cái combo này thì mình có bán kèm thêm một cái cà lê 8 đầu cho gì công việc anh em trở lên nó đơn giản hơn, nó nhờ cái cà lê 8 đầu này các bạn. Đó, cái này là có 8 cái đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Cái này có cùng 500 nha. Nên đây chúng ta hít. Đó các bạn. Thì combo này mình đang bán với giá là 18 là 430.000 bao ship nha các bạn. Còn mã số 18 này có cà lê 8 đầu này. Mã 19 này các bạn là một bộ cà lê tự động 6 240.000 nha các bạn. Đó, bao ship luôn. Thì đây, đối với cái bộ này thì mình giới thiệu cũng vài lần rồi đó. Trong này nó gồm có các đầu là 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 nha các bạn. Đây. 1 2 3 4 5 6 này. Đó. Thì ở đây thì nó có, ủa cái này nó có luôn cái cà lê số 10 này các bạn, một đầu tự động nha, một đầu tự động và một đầu lắc lén nha. Quên, một đầu tự động và một đầu miệng nha các bạn. Đó. Đây này, nó là một cây ngoài đây, nó cũng thiết kế con này khá là đẹp, nó làm là giống để chúng ta treo các bạn. Treo lên nó khi nào xài bữa là xài lửa nó rất là sướng. Cây to nhất nó 19 các bạn. Anh em nào làm xe đó, những con ốc trong cái chỗ mà khó vỡ mà chúng ta chỉ cần như thế này nó tiện lắm. Nó đỡ chúng ta cái việc là rút ngắn thời gian làm việc chúng ta nha. Rồi, hôm nay là mã số 19 các bạn. À 200 là 240.000 một. 9204. Rồi tiếp theo là mã số 24, 490.000 các bạn. Đó là gồm có một cái đèn bắt muỗi. Đấy. Nói chung là chuẩn bị vào mùa nắng rồi các bạn. Muỗi nó làm ổ, nó đẻ rồi nó này kia các kiểu để bảo vệ cho nhà chúng ta là không có bị sốt xuất huyết. Đây là chúng ta cần phải trang bị nha, một cái đèn. Một cái đèn bắt muỗi này. Đây các bạn, thì con này sử dụng điện 220 nha. Chúng ta cắm điện thì con muỗi nó sẽ thấy cái đèn UV này, nó xanh, nó sẽ bay vô. Đó, và nó chiếu muỗi trong này. Đó, và đây là cái cách mà bắt lâu bắt dài này. Còn cái cách mà chúng ta bắt nhanh á là chúng ta dùng một cái vợt như này. Cái vợt này thì nó cũng tính năng nó cũng rất là hay các bạn. Nó có chế độ là tự động bắt muỗi đó các bạn. Đó. Đây, đây là cái chế độ mà tự động bắt muỗi đó các bạn. Cứ cắm vô là nó sẽ đó, cắm vô là bắt đầu nó sẽ tự động nó bắt muỗi luôn. Thì nó có hai chế độ bạn, một là chế độ bấm nút này, hai là chế độ tự động bắt này. Đó. Thì nói chung là tới mùa này thì chúng ta nên sử dụng nha bạn. Trong này nó sẽ bị sử dụng ly ông nha, sạc là sạc như thế này này, bạn rất là tiện, cắm đế như thế này này. Đó. Thì giá của cái bộ này đợt này mình thanh lý các bạn 450 cành, đó, 490 cành các bạn. Này, mã 20 là 490 cành free ship này. Đó, là nó bao gồm một cái vợt muỗi và một cái đèn này nha các bạn. Đây là hai cái giúp chúng ta là ngăn ngừa muỗi trong cái mùa này đây. Còn được hai túi dây rút các bạn, hai túi dây rút. Thì ở đây thì mình một túi như này là ba bọc nha, ba bọc 120 bao ship luôn. Đó, một túi như này là 1.000 cộng 10 cm, mình còn có loại nhỏ thôi các bạn, không có loại lớn. Anh nào mà uống cái cảnh rồi đó, là dùng cái này là quá hay này. Ba bọc nha các bạn. Mình không còn loại không còn loại dài nữa, mình thanh lý combo này nha. Mã 21 là 120.000 một túi này, một túi là 3 bịch đó. 22 là một cái bát các bạn, một cái bát 12 à 12 cái hộp tắc ke như thế này các bạn. Đó, mình còn được mấy hộp nữa. Hôm nay bán anh em ủng hộ mình cũng khá là nhiều nên hôm nay mình còn mấy hộp để bán luôn. Nói chung là trong nhà chúng ta là lúc nào cũng sẽ dùng cái này đây các bạn, tắc ke này. Gắn vít vô tường để bắt máy quạt mấy cái đồ. Đó, một hộp như này thì bình thường chúng ta mua 15.000 rồi, mình bán cho bạn 12 lóc là chỉ có 120 thôi. Có đây là 12 cái nha bạn. Là 12 cái 120 mà bao ship luôn mã 22. Rồi, mã số 23 các bạn. Đó, combo thông minh này, một cái đèn cảm biến này. Đó, một cái bộ phát hiện wifi này các bạn, cái chống trộm bằng wifi này. Đó, một cái chống trộm
bằng thường này các bạn có remote này. Đó. À, một cái đuôi đèn công một đuôi đèn có công tắc này và một cái đuôi đèn này cũng có công tắc luôn. Đó. Rồi, đó thì cái bộ này cũng có 5 thứ các bạn. Đó, nhưng mà những cái thứ này thì liên cái bộ này ngày xưa nó đã 260 này các bạn. Hôm nay mình thanh lý á. Rồi, giá của cái bộ này thì mình vẫn thanh lý với giá là 300 ngàn nha các bạn, còn đúng một bộ thôi, mã 23. Tiếp theo là một cái lo màu đỏ các bạn. Đó, cái lo này thì hiện tại thì mình còn sót trong kho. Con này thì nó dài 40 phân các bạn. Con này hay nghe nhạc thì rất là hay. Mình thanh lý chỉ có 180 thôi. Con này thì hiện tại thì có cái nối Bluetooth các bạn, có cắm mic được này. Có USB sạc 5V rồi đó, mở nguồn này. The Bluetooth device is ready to pair. Đó, cái này thì mình The Bluetooth device is connected successfully. Hoạt động hoàn hảo nha các bạn, không lỗi không làm gì hết. Đó, con này mình nghĩ là nó sẽ đi đầu tiên đây. Mã số 24 là 180 cành nha các bạn. Mình thanh lý bao ship cho anh em luôn, một con loa nghe nhạc anh em về đi du lịch vô đồ nghe nhạc là bao bao ngon luôn á, 2480. Rồi tiếp theo là mã số 25 các bạn, còn được mấy cái con khoan Milwaukee này. Đó, thì cái đây thì bảo án tình trạng là không có bao một cái gì hết nha các bạn. Đó, cái xác như thế này anh em về mà ví dụ như nó có chết cái gì đó thì chúng ta mở ra chúng ta sửa thôi. Nhưng dễ mà có thang nha các bạn, máy này là biết có khoan có thang. Tất cả là hai chức năng nha các bạn. Hôm bữa có một anh đòi ba chức năng thì không có đâu, mình không có cái nào ba chức năng hết trơn các bạn, còn là hai chức năng hết. Vít con Milwaukee này đó, mình còn được 24 con đó, còn được 2 bữa trước một rổ luôn các bạn, nay còn 4 con. Mình bán vẫn là giá 450 cành bao ship nha đó. Tiếp theo là mã 26 á, là mấy cái con cắt ông đồng này, giá vẫn là 220 các bạn, trước cũng bán khá là nhiều rồi. Thì cái này thì mình cũng chả có bao cái gì hết trơn các bạn, mình bán sát cho anh em, vì anh em có pin thì chúng ta thay thế vô chúng ta nghiên cứu đó. Còn mình bán xác thôi nha các bạn, anh em lưu ý là mình bán xác nha các bạn, máy thì mình không biết sống chết nha đó, anh em phải lưu ý chuyện đó. 26 là 120 cành, quên, 220.000 một con này, 26 nha các bạn, 220.000 một con. Ok, rồi tiếp theo là mã 27 các bạn đó. Cái này thì mình nói trước là mình bán cái vỏ pin nha các bạn đó. Pin thì trong này là hàng nguyên siêu, chưa có đục đẽo gì trong này cả. Đó, đây để mình mở cho bạn coi, 5 cục pin Ryobi mà giá chỉ có 300 ngàn, thì 300 cành thì chưa tới 50 ngàn một cục đó, sau khi trừ tiền ship các bạn. Đây là một cục pin Ryobi này còn siêu này. Đấy, hàng mình là bán cam kết là chưa có mở ra đâu. Thì trong này nó sẽ có 5 cell pin, dung lượng thì 2000 một viên, anh em mở ra mà nếu mà còn pin sống là chúng ta lời nha. 5 viên pin này thì nếu mình bán ra thì tính ra thì cũng phải 20 mấy 30 ngàn một viên rồi. Còn cái vỏ này nữa các bạn, mạch nữa. Đó, hiện tại thì mình không test không gì cả, mình bán mù cho anh em, mình bán giá vỏ pin. Đó. 5 cục pin Ryobi, ngoại hình này cũng tương đối nha các bạn, cũng đẹp á. Rồi, giá là 300.000. Đây, mã số 27, 300.000 là 5 cục pin. 27 300.000. Rồi, 28 là mình thanh lý cho anh em cái bộ này nha các bạn. Cái bộ này thì dính bụi chứ nó không có bị gì nha. Đó, đợt, đây là một cái đây nó dính bụi này các bạn, đây mình làm biếng lao quá. 28 400 ngàn này là một cái khung gắn ba cái lõi lọc các bạn, ba lõi lọc đang nằm đây các bạn, đây là ba cái lõi lọc của media ngày xưa mình có bán media này, thì ba lõi lọc này còn lõi luôn các bạn, những cái lõi này không đã là 100 mấy rồi các bạn, là tính cái cốc lọc thường một cái bộ như này là 450 là loại thường á, còn đây là loại media thằng xịn này đó, thì mình còn trong này luôn, nó chưa có xài nha các bạn, hàng này là hàng còn mới nguyên chưa xài đâu. Tại vì ngày xưa mình tháo đồ để mình bảo hành cho khách á, nên đâm ra giờ nó còn này bạn. Đây là đầu ao này. Đó, trên này thì chúng ta về chúng ta không làm gì thì chúng ta chế nó thành một cái bộ cấp nước rời á. Một cái bộ rời để chúng ta lọc nước các bạn. Đó. Đây là cái đồ mở khóa này. Và có thêm cho chúng ta là một cái bộ vòi nữa các bạn. Đây. Bộ này là bộ vòi. Đây là bộ vòi này các bạn. Đó. Còn y xì là luôn này, còn van còn vòi, đó, mấy cái thứ như thế này. Rồi giá này thì quá rẻ rồi các bạn, 24-28 là 4 xì. Rồi hôm bữa có bán cho anh em là mấy cái quạt test nóc các bạn, nhưng mà mấy cái kia là nó đầy đủ đồ, còn cái này thì nó thiếu mất cái lồng chụp trước này. Cánh quạt thì đúng là cánh quạt độ nha các bạn, cánh chứ không cánh còn nhiên nó gãy mất rồi. Đó, thì đợt này mình bán cho anh em là 300.000 này các bạn. Đó. Mắc cái lồng trước, điện 100V nha. Quạt test nóc này, hàng này là hàng cao cấp nha các bạn, hàng Nhật, điện 100V. Anh em lưu ý nha. Đó, thì anh em nào mà
Cách đây anh em lên search trên mạng một cái quạt như thế này á, giá thì nó rất là cao. Đây, thì bây giờ nó mắc cái lồng nên thôi mình bán 300 nghìn này, mã 29 này. Quạt chạy bình thường nha bạn, điện 100V, quạt test nóc. Tiếp theo là cái 30 là cái quạt này. Đây các bạn, đây là một con quạt kangaroo nha các bạn. Đó. Thì ngày xưa thì mình bán cho anh em là với giá là gần 1 triệu đó các bạn. Đó. Con này thì bánh xe như là mình để trong này. Đúng rồi, bánh xe là nằm trong này nha các bạn. Hàng này là còn rất là ngon. À, quạt nước. Con này thì nó là quạt dạng thuộc dạng nhỏ thôi chứ không phải quạt lớn nha. Hàng thì cũng đó, trên này là cái chỗ để chúng ta mà kiểm tra nước này. Con này thì phím bấm là bằng điện tử nha các bạn. Có rất nhiều chức năng này, gồm có ion này, làm lạnh rồi này các bạn, rất là nhiều thứ này. Quạt hoạt động hoàn hảo nha các bạn. Con này là hãng tinh lấy điện máy xanh, còn rất là ngon. Đảo chiều này, cánh gió này. Đấy. Rồi con này thì giá chỉ có 500 ngàn thôi, mã 30 này các bạn, mình thanh lý nha. Đó, con này thì nếu mà trong mùa hè này chúng ta để một cái diện tích phòng tầm 20m² là nó mắc lạnh luôn nha các bạn. Con này có chế độ làm lạnh nước, nước cooler này các bạn. Đó, swim này, speed này, on, off này, ion này các bạn, có chế độ ion âm khử trùng không khí luôn. Hoạt động hoàn hảo các bạn, nước lên đầy đủ bình thường, có bánh xe đầy đủ luôn. Giá là 30 500 cành. Các bạn, tiếp theo là một cái bát loa các bạn. Đây là bát loa Bose H40. Anh em nào mà hiện tại ở nhà đang có một cái loa kẹo kéo nào đó, hoặc là một cái loa nào đó mà nó bị hư cái bát nha, thì chúng ta nên dùng cái này để thay thế này, bát 40 này các bạn. Loa thì còn rất là lực, là đẹp luôn. Công suất của cái loa này thì mình nghĩ nó là khoảng tầm khoảng, nó không ghi trên cái loa các bạn, nó chỉ ghi lên cái thùng thôi. Dây là mình mới bấm ra luôn này các bạn, mình đã tháo từ cái loa mobile ra đây. À đây đây đây, công suất này các bạn. Đó. R15W130 3.6 ohm. Mình cũng chả hiểu vấn đề này đâu. Lo thì không có bị rách màn, không có bị lão hóa cao su, không gì hết nha các bạn. Vì mà mở karaoke mà hát là bá nhảy luôn. 500 ngàn cho cái bát này các bạn. Anh em bây giờ lên thị trường mua cái bát như thế này á, bát mà bát thanh lý á, cũng gần 1 triệu nha các bạn. Nó còn mua bát mới thì nó 1 triệu mấy, 2 triệu. Này, cái bát to nha, rất là mắc tiền nha các bạn. Bát 40. Mình mới thanh lý 500, 331. Đây các bạn, 32 là con ngựa. Đây, con ngựa tặng thuốc đợt này thì mình thanh lý là 250 cành, mã 32. Cái này thì nếu mà chúng ta nhà cửa đồ để trên bàn các bạn, nhà chúng ta có người hút thuốc thì chúng ta để trên bàn á, bàn tiếp khách các bạn, nên mới vô là cái mã đó thành công rồi đó. Đó. Còn sau đó thì gạt thằng thuốc cái đít này, gạt thằng thuốc lên. Rồi, con ngựa này 320 ngàn free ship. Quên, 250 ngàn free ship. Đây các bạn, hôm nay thì mình thanh lý cho anh em là hai cái xe này. Hai cái xe đẩy này thì tải trọng của nó là 20 kg nha các bạn. Đó. Thì anh em ví dụ như anh em mà ở nhà chúng ta cần đẩy đồ á, ví dụ như bình nước hay bình gì á, chúng ta để này chúng ta đẩy này các bạn. Trong nhà mà chúng ta có cái này nó tiện lắm các bạn. Ví dụ như mấy chị, mấy cháu mà muốn di chuyển đồ trong nhà, nhiều khi cái đồ nhẹ không nói các bạn, mà cái đồ nó phải nặng tầm 10 mấy kg là rất là vất vả. Thì chúng ta có xe này chúng ta đẩy lên. Con xe này thì có thể kéo lên đổ xuống các bạn. Nó tăng thêm cái xe này là 40 phân nữa lận, lên 30 phân nữa. Đi chợ thì chúng ta gác cho sách lên đây, và chúng ta đi chợ nữa nó cũng tiện nha. Hai chiếc xe thì mình thanh lý 180 nha các bạn, mình thanh lý một lượt hai chiếc này. Đó, mã 33 là 180 cành. Ok. Mã 33 nha các bạn, 180 ngàn. 34 là hai cái túi nha các bạn. Cái túi này thì đợt này còn sót lại một ít á, mình thanh lý combo luôn. Đó, túi này thì 40 ngàn này các bạn. 40 ngàn, 20 rộng này và 20 cao, 40 20 20 nha. Đó. Cái này thì khi mà chúng ta không xài chúng ta xếp gọn như thế này. Chúng ta xài đựng rất là nhiều đồ các bạn, đồ nghề, đồ mặc, đồ này kia các kiểu, rất là nhiều thứ. Giá của nó là 34 là 160 ngàn này, mã 34 này, hai cái luôn một lượng nha các bạn, 160 ngàn bao ship luôn, 34. Mã 35 140 ngàn, gồm có 10 cái bóp đánh cước này các bạn. Bóp này bình thường bán 15 ngàn một cái này. Đó, đợt này này 10 cái này là nó có giá 150 rồi các bạn. Đó, thì chúng ta dùng cái bóp này chúng ta vệ sinh đồ rất là sạch nha. Những cái chỗ mình bị trĩ sét hay là những cái đồ vết bẩn bám cứng á, thì chúng ta dùng này chúng ta chà nó sạch bon luôn. Đây là 10 cái bóp sắt này các bạn. Đó, và một cái
dùng cho máy mài đó là hai cái bánh cước này. Đó, hai cái bánh cước này các bạn. Hai bánh cước này thì giá chỉ có bình thường là mình bán khoảng 3-40 vậy đó. Trong hộp này. Combo này là mình bán 140 nha, bao ship nha các bạn. 135 này quá rẻ luôn. Combo đây là combo chỗ cước 35-140. Rồi, tiếp theo là mã số 36 là 5 cái hộp nhựa đó các bạn, 220.000 bao ship luôn. Thì hộp nhựa này thì nó sẽ có cái nắp như này nha. Cái này thì đựng thực phẩm nha các bạn. Hôm bữa có một anh hỏi mình nhựa gì, thì đây là nhựa BB đây. Mình bên đây mình mới phát hiện ra đó các bạn. Cảm ơn anh đó nha. Mình nhựa BB là cái nhựa này là chuyên dùng để thực phẩm các bạn. Đó, để đựng thực phẩm. Nó rất là an toàn cho sức khỏe, nó không có chất độc quá. Nhựa BB, 5 hộp nhựa BB này. Đó. Kích thước là 40x30x15 nha các bạn. 40x30 và cao là 15 nha. Đó, sau là 15, có nắp có đồ đàng hoàng. Thì khi mà mình gửi cái hàng này vô tình nó bể các bạn, thì mình sẽ bù lại tiền cho anh em cái phần đó nha. Mã 36 là 200.000 này, 220 này. Đó, mã 36 220.000 này các bạn. 5 hộp nha các bạn, 5 hộp là 5 cái nắp nha. 1 2 3 4 5. Ok. Mã 37 là gồm có 10 cái lưỡi cắt cỏ này. Đây. Thì cái lưỡi cắt cỏ này lấy chúng ta cái đây các bạn, thì cái lưỡi nó giống này vậy này, nó như này này. Đây là mấy cái cọng cước để chúng ta xỏ vào cái lỗ chúng ta cắt cỏ các bạn. Thì cái combo này nó quá rẻ nha các bạn. 37 là chỉ có 200.000 thôi, nó gồm có 10 cái lưỡi cỏ này và hai cái liềm để chúng ta đi cắt lúa đó. Nó cái liềm này thì hàng nội địa Trung Quốc nha các bạn. Đó. Cái liềm này thì nó to hơn so với những cái liềm mà thông thường chúng ta ở nhà chúng ta hay xài đó các bạn. Liềm này là made in China luôn. Đây, rất là to này các bạn. Anh đây mà anh em ở quê cắt lúa đồ là một cắt của mình là nó rất là nhiều lúa. Hai cây nữa này. Đó. Gồm có 10 cái lưỡi cỏ và hai cái cây liền là 200 cành phi ship luôn, 37. Đây các bạn, đây là cái căn này, cái căn sức khỏe thì đợt này mình cũng đang thanh lý cho các bạn là hai cái một lượt nha các bạn. Anh em lưu ý là căn này thì mình có bảo hành nha. Căn nào mà bị lỗi, bị lầm gì thì mình sẽ bảo hành cho anh em này. Đây là cái màn hình này các bạn. Khi chúng ta về chúng ta mua hai viên pin chúng ta bỏ vô đây. Đó, đây là nút chỉnh ấy này. Thì ở đây mình có hai cái này các bạn, một cái và hai cái này. Giá là 230 mình bao ship nha các bạn. Màu ngẫu nhiên nha, màu ngẫu nhiên nha các bạn. Màu đây này, mấy màu đây này, lên quanh mấy màu đây thôi. 38 là 230 cành, hai cái là hai hộp ạ. Cái căn này thì nó tải trọng lên tới 180 kg, nó giúp chúng ta căn thì khỏi bàn rồi các bạn, ai căn cũng được. Đó. Rồi ok, giá là 230 hai cái nha, mã số 38. Rồi tiếp theo là một cái lò nướng các bạn. Đây là một cái lò nướng nha. Thì đây thì ngày xưa mình có mua thanh lý ở điện máy xanh thì nó cũng phải rơi vào khoảng gần 1 triệu các bạn, nhưng mà mình xài mới 1-2 lần. Đó, đây là nó bám bụi nha các bạn, chứ không có gì đâu. Bây giờ anh em mua cái này về thì chúng ta chỉ việc xài thôi, chứ nó không có gì. Trong này thậm chí là nó còn cả sách hướng dẫn là luôn này các bạn, nhưng mà nó hơi cũ. Đó là mình phải nói trước là nó hơi cũ, nhìn về bề ngoài á, nó sách hướng dẫn này khay đồ là mình thậm chí là hầu như là giống như chưa xài luôn các bạn. Đó, đầy đủ đồ này các bạn, thanh gấp thanh đồ này, đó, vỉ nướng trên dưới này. Có cái viết luôn các bạn, cái viết này của mình. Cái đây là cái lớp tay các bạn. Đó, thì đây này, trong đây nó gồm có các thứ như thế này. Đó. Rồi, bỏ vô. Đó. Thì trên này nó sẽ có các nấm là các bạn, đây là chỉnh nhiệt độ này. Đây là chỉnh nhiệt độ nha các bạn. Đây là chỉnh chế độ nấu này. Nó như một cái nồi chiên không dầu. Đây là chỉnh timer. Timer là cái thời gian các bạn. Nó chỉnh được 60 phút. Nó đang quay đó các bạn. Nó đang chỉnh thời gian đó. Đó, đây là chế độ như là xoay sao đó các bạn. Nó là quay. Nó có con này nó có trục này các bạn. Nó có trục quay này. Trục quay này mục đích là để quay gà của vịt các bạn. Đó. Còn cái chế độ cái tin một phát đây là khi mà nó đủ giờ các bạn cái này. Đó, nhưng chúng ta nghe nó là đồ ăn chúng ta nó đã chín rồi đó các bạn. Rồi, thì cái con máy này mình thanh lý cho anh em chỉ có 400.000 mà còn bao ship nữa các bạn. Mã 39, một cái lò nướng hoạt động bình thường, 39 này, 400.000, ok. 40 các bạn, 40 là đợt này mình cái combo này này. Đó. Đầu tiên là một cái camera Yosi các bạn, camera 360 độ của Yosi. Hàng mới nguyên nha các bạn. Này. Con này thì chất lượng hình ảnh là HD thôi nha các bạn. Ở dưới đây là thấy nhớ này.
chúng ta bỏ thêm dưới này nè. Đó, có nhiều anh em về không biết nó UC thì con này sử dụng chung áp UC với những cái cam khác nha các bạn. Cái cam hai mắt mình ngày xưa mình bán đó. Đó, trong này thì tất cả là có đầy đủ đồ hết trong này luôn. Cam UC này, con này thì bình thường mình bán tầm khoảng 300 mấy á, mình quên mất rồi. Đó, một cái đèn camera, cái đèn này là cái đèn giả cao nha các bạn. Cái này mục đích là hù dọa các bạn, y như một cái camera thôi, nhưng mà nó là cái đèn năng lượng. Khi ai đi ngang qua là nó tự động nó sáng lên này. Một cái đèn năng lượng loại này các bạn, một cái đèn năng lượng loại này. Đó, một cái đèn năng lượng loại này. Cái này chúng ta về phơi nắng lên là nó có điện nha các bạn. Và nó cái đèn này thì nó cũng gặp người nó sáng lên. Nhỏ gọn này, bình thường cái đèn này bán 100 ngàn một cái. Và ở đây là combo này gồm 3 món đó mình bán 420. Combo cam. Combo camera này các bạn là 420k. Rồi, 41 là ba cái đèn tay các bạn. Cái đèn này là cái đèn đường này mà thanh lý ba con chỉ có 200 ngàn thôi các bạn. Con này nó rất hay nha các bạn. Con này tuy là đèn nhựa nhưng mà chói nhôm. Cái cục này mình nhôm để tăng nhiệt nè các bạn. Đó, rất là sáng nha. Cái này thì đó, anh em có sáng rực rỡ luôn. Ba chế độ và một cái chế độ LED code này. Cái này thì chúng ta gọi sáng để làm thao tác này kia. Như vậy, có ba pin như này nữa các bạn. Đó. Con này sử dụng pin 18650 nha các bạn. 18650 trong này, một xe trong này thì nó khi mà chúng ta xài á nó sẽ dễ thay thế, mai mốt chúng ta mở ra chúng ta thay thế pin nó cũng đơn giản lắm các bạn. Rồi, giá của một combo này á. Đó, giá một combo này á là 200 ngàn nha các bạn. Tính ra có mấy chục ngàn một cái thôi. 341. Các bạn có cái đèn pin của mình này. Đường tối om như mặt luôn, quê mình tối thui tối tít, không có một cái đèn nào, chỉ có mấy cái nhà sơ sơ thôi. Đây, đó, sáng kinh khủng nha các bạn, rất sáng luôn đó. Cái đèn pin có mấy chục ngàn mà được như vậy thì còn gì bạn nữa các bạn. Đây, nhìn thấy ngọn dừa này, soi ngọn dừa này, đó các bạn. Đây là con đường, các bạn coi này, soi sáng nguyên con đường này, đây thì rất là an toàn nha các bạn. Đó, báo pin báo độ cho chúng ta luôn. Đó, mình chuyển qua chế độ lấy cóp này các bạn coi này. Đó, cái chế độ lấy cóp này các bạn. Đó, chúng ta soi đi này. Đó, thấy không? Sáng trưng. Rất sáng luôn các bạn. Quá sáng luôn. Đây, còn một cái đèn đây này. Cái đèn mà mình nói với các bạn là cái đèn 100 ngàn. Đó, thấy không? Mình lắp này. Ok. Đây các bạn, đây là 10 cái đèn audio này. Đó, cái đèn này là cái đèn của Mỹ nha các bạn, dùng để trang trí. Đó, thì con này thì bây giờ thì mình còn được 10 con mình thanh lý cho anh em này. Đó, 12V. Ở đây mình không có điện 12V, mình thử đại điện 18V nha các bạn. Mình cạp cái đầu nào thì nó cũng sáng hết trơn á. Đó các bạn. Con này thì nó không phân cực nha các bạn. Điện rất là sáng. Đây này. Nó màu vàng nha. Thì con này thì cách đường kính nó nhỏ nhỏ thôi. Con này thì tầm khoảng 4 phân 5 phân chứ. Đó. Công suất này mình thường dùng trong mấy cái đồ trang trí á các bạn. Thì ở đây thì chúng ta về chúng ta nếu mà không có bát chúng ta không làm chế cho nó rồi chúng ta hàng dây vô chúng ta cho điện nguồn DC các bạn chúng ta sáng nha. Ở đây mình có 10 con tính là 15 ngàn một con cho mấy các bạn. 42 là 150 ngàn này. 42 150 ngàn là 10 con. Ok, bao ship luôn nha. 43 là combo 3 đôi giày các bạn. Thì đôi giày này thì mình sẽ để cho các bạn coi cái giá gốc của cái nó ở trên mạng nha. Bộ đôi giày này là 350 ngàn một đôi. Nó ngày xưa. À, nhưng mà đợt này mình còn sót mấy đôi các bạn. Cái này thì size thì nó bây giờ mình cũng không có size nó thì nó mắc hết size rồi nó mình cũng không có báo size cho các bạn được nha. Đó, thì nói chung là một đôi như thế này á. Bình thường thì mình bán cho các bạn là khoảng 300 nghìn một đôi á. Bên mình bán rẻ hơn nhưng mà đợt này thì mình sẽ thanh lý cho các bạn 3 đôi một lượt nha. Gồm có một đôi màu đỏ này, một đôi màu vàng đồng này. Đó. Và một đôi màu đen. Đều là hàng
này là Sera nha các bạn. Ba đôi này đó. Đây này rất là đẹp nha các bạn, thời trang. Đây, đế thì nó dài cao tầm khoảng 4 phân. Anh em nào mà lùn á, cái này thì phù hợp cho giới trẻ hơn. Đó, đây là nam nữ đều mặc được nha các bạn. Ví dụ như con đó, thì ở đây thì mình thanh lý một lượt cho em là ba đôi luôn. Để bây giờ mình cho một bạn nam mang thử cái đôi giày này cho các bạn coi thử là nó có hợp dáng không nha. Đây các bạn, đây là một bạn nam nha các bạn. Đây là bạn nam này. Đó, bây giờ bạn mang thử cái đôi màu đỏ này, đôi màu đỏ này. Lấy đôi màu đỏ mang nó mới đẹp. Thì giày này là giày mới nguyên các bạn, còn là mút xốp mút đồ luôn chứ không phải giày cũ đâu nha. Cái đây mua về thì ví dụ nhà các bạn có con cháu gì đó thì mua về tặng cho nó. Đó các bạn, đây là size như là mình ước chừng con này con size 37. 37 thì đó các bạn, đó mang vô là gọn gàng luôn này. Cái chân bạn này là size 39 nha các bạn đó, nhưng mà bạn mang cái đôi này như đây, con này size 36, 37 gì đó. Nên đợt này thanh lý thì size mình không báo size nha, tại vì nó rất là nhiều size, nó lộn xộn. Đây các bạn. Đây, bây giờ bạn đi khó cần gài luôn, bạn đi một vòng cho mình coi. Đó các bạn. Giày này là giày thể thao, nam nữ đều được nha các bạn. Đây là một bạn nam này, mang đôi giày này. Đó. Cái này thì nếu mà về giá với giá 250 ngàn mà ba đôi á, mà bao ship luôn á, thì chúng ta mua về chúng ta chạy thể dục luôn này các bạn. Đi học, đi đồ á, quá đẹp luôn. Còn đây là cái đôi màu vàng đồng. Đó, và đôi đây là màu đen. Màu đen thì nó sẽ phối cái này nha các bạn. Đó. Đôi này thì mình nghĩ nó làm tầm khoảng size 33 mấy thôi, còn size 35. Cái đó. Giày này là giày xuất hàng Hàn Quốc. Đó. Cái đôi này thì bạn này mang rất là đẹp luôn. Ở đây thì mình thanh lý ba đôi. Anh em mã số là mã số của cái mã giày này là mã số giày này là 43 này các bạn, 250 ngàn là ba đôi bao ship nha các bạn. Ba đôi như thế này là bao ship, trước mặt các bạn thấy đó. Rồi, đây các bạn. Đây là hôm nay mình có thanh lý cho anh em là hai hộp như thế này nha. Bình thường là mình bán cho bạn là 150 ngàn một hộp á. Bên này mình bán hai hộp 250 luôn, còn có hai hộp thôi. Đây là một bộ kìm búa. Cái búa này hay cái là nó có cái đầu cao su các bạn, để chúng ta đóng đồ nhựa đồ á cho nó khỏi có bể á. Rất là hay nha. Búa này, mỏ led này, mỏ led, tô vít và rất nhiều đầu tô vít, rồi một cái kìm. Đây xài gia đình là hợp lý nha các bạn. Có bộ này để xài gia đình là quá hợp lý. Rồi 44 là 250 ngàn, ok. Đây các bạn, 45 là hôm nay mình thanh lý cho nên là 10 cục adapter nha. Đây, 10 cục adapter này là giá là có 150 ngàn, 190 chắc rồi, 190 bao ship này, 45 này. Đó, thì một cục này thì sau khi tự ship ra thì nó còn có mấy chục ngàn thôi, lên mười mấy ngàn thôi. Đó, cục này là 12.5V, 900mAh, chưa tới 1A. Thì cái này chúng ta nuôi nguồn các bạn. Đó, dùng cái cục này á, cục này là hàng của Úc nha các bạn, rất là xịn. Cục này là dây này là dây đồng rất là to này. Đó, anh em mà mua cái cục này về thì chúng ta dùng để nuôi nguồn sạc dự wifi này, camera, rất nhiều thứ, nói chung là nuôi nguồn rất là nhiều loại. Đó, công suất thì nhỏ các bạn. Đó, anh em lưu ý nha. Đây là nuôi nguồn micro bạn, ở đây có 10 cục luôn. Đó. Rồi giá của cái này là chỉ có 190 mà 10 cục nha, 45. Rồi 46 này các bạn. 46 là những cái box sạc dự phòng. Đây là box sạc dự phòng mình thanh lý nha các bạn. Trong này thì nó có một cái box. Và trong cái box này thì mình đã tháo hết pin ra rồi. Bây giờ anh em về chế đồ các bạn, 8 cục mà chỉ có 250 ngàn thôi, mấy chục ngàn cục về chế cháo nha các bạn. Ở trong này thì cái bóc này thì nó có 3 pin chỗ này nè, có cổng sạc Type-C, hai cổng sạc ra nè, một cái hộp như này á, giá quá rẻ đi. Đó, có cổng dây sạc đây nữa các bạn. Đó. Đây chúng ta về chúng ta chỉ việc tháo mở ra và lắp pin 18650 li-ion rồi vô các bạn cho nó chạy nha. Đó, 8 cục nha các bạn, 8 cái vỏ, hết pin rồi mình tháo biết hết pin rồi. Là 250 ngàn mã 46 này, 47 này, 290 ngàn nha các bạn. 50 căn búa, quên 20 cái căn búa. Đây, thì cán ví dụ như cán bể này là mình bỏ ra cho anh em nha, không bán nha. Đó, đây này căn búa này hết kỳ, căn búa hết kỳ. Hàng này thì chưa có xài đâu nha các bạn, hàng còn đẹp rất là đẹp nha.
thắng búa hết kỳ hàng Mỹ. 20 cái thì mình bán 29, tính ra có rẻ lắm các bạn. Anh em mua cán này thì nó dài tầm khoảng hơn 30, gần 30 phân. Dùng gì chúng ta tra những cái trái búa vô đây này chúng ta đóng các bạn. Cán đẹp nha các bạn, có khắc là già của hết kỳ luôn. Rồi giá là 47 là 290.000, 20 cái. Rồi tiếp theo là mã 48 này các bạn, 280.000 này. Đây thì mít Tomahawk nha các bạn, made in Japan này. Tomahawk made in Japan này các bạn, đây là cái cổ mít và đây là cái cọng dây của chúng ta này. Dây này dài 5m nha các bạn, mình có bán rất là nhiều rồi đó. Anh em được video trước mua cũng khá là nhiều. Đợt này thì mình còn tiếp tục, mình tiếp tục đang bán 280 cành nha các bạn, hai cái mít Nhật này. Đó, đây anh em về hát thì nó rất là hay nha. Mít Nhật mà giá này mà âm thanh ra chất lượng như vậy thì chúng ta cũng không cần phải đòi hỏi gì thêm đâu. 48 này. Thì trước khi đi mình sẽ thử hết cho các bạn nha. 48 280.000 là hai cái nha các bạn. Bào ship. 49 là combo 10 đôi ba tay làm vườn. Đây các bạn. 10 đôi ba tay làm vườn nha. Đây, ba tay làm vườn là nó được cái là nó có cái ngón tay như thế này. Đó. Ngón tay này dùng để cào đất các bạn, làm cỏ, làm đồ. Đó. Làm cỏ, làm đồ cho nó nhanh gọn á. Anh em nào làm vườn, cái này thì nhà mình cũng mình đang đem cho mẹ mình làm cỏ rất là tiện luôn á. Đây, một bên là như thế này cho nó linh hoạt này, một bên này bớ đất này. Đó, đây là 10 đôi như thế này nha. 10 đôi như thế này. Và một bịch như này là 12 đôi như thế này nha các bạn. Ba tay này là ba tay chống dầu mỡ các bạn. Chúng ta đi làm đi đùa, chúng ta nên có cái đồ ba tay này chúng ta mang vô. Đảm bảo là làm việc là nó hiệu quả. Nó sạch sẽ tay, nó không có bị ảnh hưởng da tay nữa các bạn. Combo này thì mình được trước mình bán khá là nhiều rồi. Combo này thì giá nó là 240 cành nha các bạn. Bởi vì cái đôi này bình thường bán lẻ là 120.000 một đôi rồi đó các bạn. Đó, nhưng mà cái combo này nữa này là 240, giá là 49 là 240 này. Và 50 á là mình đang thanh lý chiếc xe thân bạn nha các bạn. Đó, chiếc xe mà bạn kia đang đi á. Thì cái xe này thì hiện tại là còn tình trạng là mới nguyên, chưa có xài đâu các bạn. Mình mua về mình chơi một hai lần gì đó. Mà chơi trong nhà không, cũng chưa ra ngoài xăng nữa. Đó. Thì con này thì màu đèn đuốc rồi nó rất là nhiều. Đằng sau nữa nó có lỗ sạc các bạn. Khi em mua là còn đầy đủ thùng cho anh em luôn nha. Còn đầy đủ hộp luôn nha. Đó, đây là cái nút tắt này, tắt mở này các bạn. Đó, đây là lỗ sạc của nó này. Và bị con này có khả năng kết nối Bluetooth nữa nha các bạn. Con này có lo để mình thử kết nối lo cho các bạn coi luôn. Đây các bạn, vừa chạy và vừa nghe nhạc cho mình, mỗi những bản nhạc không bản quyền cho các bạn nghe nha. Đó, để quảng cáo xong anh. Đó các bạn, vừa chạy là vừa có nhạc luôn nha. Có đèn soi luôn các bạn, có đèn để ban đêm luôn. Đứng lên. Đó, cái này thì chúng ta nếu mà về thì mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để làm quen. Nếu mà chỉ mới đi, bây giờ bạn xuống là bước lên đi. Đó, đây là mới mua về là khó đi nha các bạn. Bây giờ chúng ta lên, chúng ta chỉnh thăng bằng nó, chúng ta đi. Chạy một vòng đi. Đó. Con này thì nít nó chơi đúng không ạ? Nít nó chơi rất là mê các bạn. Nếu mà chúng ta điều khiển linh hoạt như bạn này rồi thì đi rất là sướng nha. Rồi. Con này thì mã số 50, mã số cuối cùng nha bạn. Rồi để mình tắt nhạc. Đó, đằng sau nó có công tắc tắt mở. Đi chơi xong rồi chúng ta có cái quai chúng ta xách về các bạn. Đây, giá của con này là mã số 50 này. Mình bán. Đây các bạn, giá con này là 50 nha các bạn. 1.4 triệu này, bao ship, không có giá nào rẻ hơn này nữa đâu. Đợt này thì mình thanh lý con này, là mã này là mã cuối cùng nha các bạn. Rồi, ok các bạn, đây là phần 3. Các bạn theo dõi video, chào các bạn.